Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên giàu như vũ bão, đổi đời đại gia, đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đinh Mùi, hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Đinh thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã. Đặc tính của can đinh, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất dòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh, tinh khiết ngưng tụ tạo thành, nên nó không lẫn tạp chất dơ trọng. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung nó khác với nước ở dưới trần gian ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm quả, gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn, nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy Đinh Mùi mệnh Thiên Hà Thủy, không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng. Nước Thiên Hà tinh khiết, mỏng manh, nên những người tuổi Đinh Mùi, tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế và tác phong, cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Người tuổi Đinh Mùi mệnh Thiên Hà Thủy được biết tới với sự cống hiến không toan tính, hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối, muôn loài. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi mệnh Thiên Hà Thủy thường là người có công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên Đinh Mùi cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càng khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Đinh Mùi thuộc thổ, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ có nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mà mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì mà họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn Đinh Mùi bỏ đi. Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui,
tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Đinh Mùi thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Đinh Mùi có những nhược điểm rất lớn, đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc. Điều đó khiến họ để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. May mắn tuổi Đinh Mùi là những người thông minh và cẩn thận, họ sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng rất ít những người tuổi Đinh Mùi nằm trong hàng ngũ của những người giàu có và uy quyền. Không phải họ không có khả năng đạt được những thứ đó, mà do tuổi Đinh Mùi có xu hướng lựa chọn cho mình cuộc sống yên bình, an nhàn bên gia đình và những người thân yêu. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ với cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Đinh Mùi có nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề về tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân mình hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc vĩnh cửu. Và sau đây, ta cùng đi vào phần luận giải tổng quan về vận trình tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nhé. Tử vi tháng 9 tuổi Đinh Mùi âm lịch chỉ ra rằng bản mệnh không ngừng hoang mang lo lắng với những thay đổi đang diễn ra. Nhưng nếu có người động viên giúp lấy lại tinh thần, bạn sẽ có thể thực hiện được mọi việc vượt xa cả mong đợi. Xem tử vi tháng mới của con giáp Đinh Mùi, đừng sợ với những thay đổi, có thể thấy đó là việc cần thiết đối với bản mệnh lúc này. Mới đầu bạn có cảm giác khó khăn, chán nản, nhưng khi có chút thành quả, bạn sẽ tìm ra được động lực cho mình để thích nghi. Nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy, vốn bản mệnh là người thông minh, nhanh nhạy, biết làm ăn tính toán việc nhỏ, việc lớn trong nhà. Bạn hãy duy trì thái độ tốt như thế, vì kiên nhẫn tích tiểu thành đại mới là cách hay, vì không mấy ai đủ may mắn để giàu sau một đêm cả. Điểm yếu của bạn, đó là sống quá tình cảm, nên dễ bị u mê, dẫn dụ khi vướng mắc vào chuyện tình cảm, đó là lý do. Những lý tưởng của bạn sớm bị sụp đổ, không đạt được mong muốn, nếu đừng sa đà quá vào chuyện này, thì mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa. Dịch mã chủ về dịch chuyển và nhiều thay đổi trong cuộc sống của con giáp tuổi Đinh Mùi trong tháng 9 âm này có thể mang lại những cơ hội đáng chú ý trong đời sống nghề nghiệp, giúp bạn đưa ra các quyết định cụ thể. Thực thần xuất hiện, dự báo bản mệnh có cơ hội gặp được một đối tác vô cùng tiềm năng, nhưng bạn phải cố gắng cởi mở để trò chuyện thân mật với họ trước, thì người kia mới hứng thú với những dự án của bạn. Về khía cạnh sức khỏe, có thể thấy rằng tháng này người tuổi Mùi không được tốt, hay ốm đau, thiên nguyệt hung tinh chủ về ưu tư, phiền muộn, khiến cho tinh thần của con giáp này, Đinh Mùi thường xuyên trong tình trạng bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát về con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, sự nghiệp của người Đinh Mùi phát triển thuận lợi, một phần là nhờ tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm quan đới. Bạn biết rút kinh nghiệm từ những người đi trước, nên không vội vàng hay rút ngắn giai đoạn, mà luôn chủ động tìm cách an toàn cho mình, kiên nhẫn như kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thế nhưng, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều không đồng nhất với cách làm của bạn, khiến cho bản mệnh có lúc sao nhãng, thậm chí có thể khiến cho bạn cảm giác bối rối, làm tăng mức độ căng thẳng và gây ra những thăng trầm trong đời sống. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính kiên nhẫn và bản chất bình tĩnh vốn có của bạn. Bản mệnh dễ bị tác động bởi ngoại cảnh và cảm nhận sự chậm trễ và khó khăn, khiến cho mình chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể nào thoát ra để tính toán mọi việc một cách lý trí. Nếu may mắn có người kéo tinh thần bạn lên, thì mọi vấn đề lại được giải tỏa, bạn lại sớm lấy lại được sự tự tin và thích nghi với những thay đổi đang có, nhờ đó mà gặt hái được thành công, khẳng định những giá trị mà mình đã đưa ra. Người làm trong lĩnh vực có liên quan đến viết lách như báo chí, truyền thông đạt được thành công lớn. Tuy nhiên, người kinh doanh cổ phiếu thận trọng tránh các giao dịch không có sự hỗ trợ của các chuyên gia.
về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 9 của 12 con giáp âm lịch, bản mệnh vốn là người ưa an toàn, nên vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng không phải ngoại lệ. Nhìn chung, tình hình tài chính của người Đinh Mùi ổn định, hài hòa khi nguồn thu chi được đảm bảo trong tháng 9 âm lịch này. Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, bạn vẫn có thể giữ được trạng thái này là đáng mừng rồi đấy. Có thể bạn muốn giúp đỡ mọi người nên trích một phần tiền của mình để hỗ trợ những người xung quanh mình. Thực tế là xung quanh bạn có rất nhiều điều kiện có lợi, vấn đề là bạn có nhìn ra hay không mà thôi. Nhất là tháng này có thực thần mang tới cơ hội hợp tác làm ăn thành công, nếu bạn biết chớp lấy cơ hội này. Thế nhưng không phải ai cũng đáng tin, vì thế dù là thế nào bạn cũng phải chủ động trong việc tìm hiểu thông tin của người mình sắp hợp tác một cách cẩn thận nhé. Ngoài việc trò chuyện liên quan tới công việc, hãy nói về sở thích, gia đình, mục tiêu sống để hiểu thêm về người mà bạn định đầu tư tiền bạc vào họ nhé. Về mặt tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 9 âm lịch, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của tuổi Đinh Mùi tháng này thêm phần rực rỡ và tươi đẹp. Hứa hẹn là bản mệnh sẽ có những trải nghiệm tươi vui, đáng nhớ trong đời. Nhiều người đã trở nên vô cùng mạnh dạn trong phương diện tình cảm. Với các nàng độc thân, bạn mệt mỏi khi phải chờ đợi người trong mộng, nên đã quyết định sẽ tự đi tìm nhân duyên cho mình. May mắn thay, đây cũng là thời điểm bạn thoát ra được sự lôi cuốn khó cưỡng, nên không ai có thể thoát được tầm ngắm của bạn. Nhưng dù sao vấn đề tình cảm liên quan đến cảm xúc, do đó bạn cũng đừng ép người ta quá, hãy tấn công một cách từ tốn thôi, con giáp Đinh Mùi nhé. Về mặt sức khỏe, xem tử vi năm 2024 tháng mới dự báo, Đinh Mùi có những lo lắng liên quan tới sức khỏe của mình. Thực ra vì bạn quá bận rộn nên không chăm sóc bản thân đúng cách. Nếu không muốn nói là bị bỏ bê, sức khỏe bạn cần phải được quan tâm, vì có một số xáo trộn về tinh thần có thể gây tác động xấu đến bạn. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể lực vậy. Do đó, bạn đừng chỉ chăm chữa trị bên ngoài, mà còn phải tìm cách để tâm thanh thản và vui vẻ. Sức khỏe giảm sút cũng là điều kiện không tốt, khiến cho bạn dễ bị bệnh trong tháng này. Thời điểm bạn chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất, tăng cường chức năng hô hấp. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Tuổi Đinh Mùi trong tử vi tuần mới này vô cùng may mắn, dù là tình duyên hay công danh sự nghiệp đều có những bước tiến khá lớn. Hữu bậc các tinh trợ vận, bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ với quý nhân và được quý nhân nâng đỡ. Chuyện thăng tiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đầu tuần là lúc mà các khí lên đến đỉnh điểm, chuyện làm ăn buôn bán của người làm kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Nếu bạn có ý định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô thì đây chính là thời điểm rất tốt. Các khí sẽ giúp cho khả năng thành công của Đinh Mùi tăng lên gấp bội, người làm văn phòng có thêm nhiều nguồn thu nhập khác ngoài nguồn thu nhập chính. Có điều, tới thời điểm cuối tuần, bản mệnh cần phải cẩn trọng, bởi kiếp tài có thể khiến cho tiền bạc của bạn tiêu tan, khi dẫn đến quả phá tài lớn, quả phá vận trình. Của những người tuổi Đinh Mùi, khi đạt được quá nhiều điều thuận lợi, bạn có thể sẽ lơ là cảnh giác, đó là tinh thần chiến đấu của bạn bị thả lỏng, rất dễ bị mắc phải sai lầm. Đường tình duyên khá bình ổn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm và chăm sóc cho nhau, song dường như còn thiếu chút lửa tình mãnh liệt. Để hai người yêu đương nồng nàn, nếu có thể tạo cho đối phương thêm nhiều bất ngờ để đẩy nhanh mối quan hệ tăng tiến, thì bạn đừng chần chừ nữa nhé. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân Hợi, Ngọ, tiểu nhân Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn: đen, be vàng. Con số phát tài: 10, 22, 89. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của tuổi Đinh Mùi, vận trình trong tuần mới khá sáng sủa, khi mà điềm báo cát lành rực rỡ che lấp đi sự tối tăm mà hung vận đem lại. Tài lộc tăng tiến không ngừng, con giáp này gặp nhiều may mắn trong chuyện liên quan đến tiền bạc,
có được nguồn thu nhập chẳng những ổn thỏa mà còn có nhiều không gian để phát triển trong tương lai. Đặc biệt trong tuần này, những bạn làm kinh doanh, làm nghề tự do sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả trong chuyện làm ăn, buôn bán, hàng hóa sẽ được nhiều người ưa chuộng, lợi nhuận càng ngày càng lớn. Danh tiếng của bản mệnh cũng bay xa, người này giới thiệu cho những người kia, nhiều cơ hội tài lộc mới sắp tới, chỉ chờ bản mệnh đưa tay ra nắm bắt là có được. Riêng về đường tình cảm, mọi chuyện đang diễn tiến vô cùng thuận lợi, khi mà đôi lứa tâm đầu ý hợp, bên nhau không rời, có thể trong thời gian sắp tới, người tuổi Đinh Mùi sẽ đón tin vui về tình duyên, mối quan hệ thăng cấp, điềm báo hôn nhân con cái đầy đàn. Nhiều chuyện bất ngờ diễn tiến rất nhanh, nhưng trong lòng hạnh phúc nên vất vả cũng chẳng hề chi. Thiên diêu các tinh phù trợ cho nhân duyên, cũng giúp cho bản mệnh khá nhiều trong việc thiết lập các mối quan hệ, công việc trôi chảy dễ dàng hơn nhiều, phần khi bạn đạt được thỏa thuận với những bên liên quan. Song vẫn có điềm báo tiểu nhân thiên quan đang ở bên bày mưu hãm hại, nên cẩn trọng là hơn, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mình. Cẩm nang dượng vận, quý nhân mão thân, tiểu nhân tuất tửu. Màu sắc may mắn đen, xanh dương. Con số phát tài 56, 89, 22. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Trái với tử vi tuần trước, người tuổi Đinh Mùi có lẽ nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một tuần tăm tối bị hung vận bao trùm. Vận trình công danh sự nghiệp lên xuống thất thường, khi được trăm người ngưỡng mộ, khi bị ngàn kẻ cười chê. Tuy nhiên hãy học cho mình thói quen bỏ ngoài tai những lời xúc xỉm, chỉ đón nhận những lời góp ý mang tính chất xây dựng mà thôi. Thêm nữa, chuyện tình cảm của con giáp mà cũng gặp nhiều trắc trở, người yêu thương nhau chưa đến được với nhau. Nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra, khiến cho bạn có những lúc muốn buông xuôi, không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa. Bản mệnh dồi dào tình cảm nhưng lại không giỏi bộc lộ, nên dễ gây hiểu lầm, dễ khiến cho đối phương cảm thấy bị lạnh nhạt và tổn thương. May nhờ có bách diệt chủ đào hoa nên mọi chuyện không đến mức tồi tệ quá. Đầu tuần này, người tuổi Đinh Mùi nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, nhất là những ai đang có nghề tay trái, nghề phụ hay là theo nghiệp kinh doanh. Tiền bạc đổ vào túi ào ào như nước, tiền nhiều không đếm xuể, khiến cho bản mệnh choáng ngợp trước vận may từ trên trời rơi xuống. Người làm công ăn lương cũng nhờ tích góp mà có thêm một khoản tiền tiết kiệm, phòng khi đau ốm bất ngờ. Song nếu có kế hoạch đầu tư hay là ký kết hợp đồng gì vào dịp cuối tuần thì mệnh chủ nên cân nhắc kỹ thiệt hơn, bởi kiếp tài đang án ngữ ngay dưới con đường đi tới thành công. Nếu lơ là cảnh giác, có thể khiến cho những cơ hội kiếm tiền kia biến mất không tâm tích, bản thân bạn cũng thấy trống rỗng và áy náy không nguôi. Cẩm nang dượng vận, quý nhân mão ngọ, tiểu nhân tỵ thìn. Màu sắc may mắn đen, xanh lục. Con số phát tài 33, 70, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Công việc của bản mệnh Đinh Mùi diễn ra suôn sẻ, có những cơ hội mới tới và đều có dấu hiệu khả quan, tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Bạn thậm chí còn có cơ hội trau dồi thêm những kỹ năng mới, phát triển thêm những khả năng của bản thân. Nữ mệnh may mắn hơn khi được thái âm các tinh che chở, công việc không quá áp lực, hoặc nếu gặp khó khăn có người đứng ra giúp đỡ. Với những nữ mệnh đang giữ chức vụ quản lý, tuần này có thể gặt hái bước tiến lớn trong sự nghiệp, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới với cấp trên để khẳng định năng lực bản thân. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần tất bật, thu chi mất cân đối, có thể bản mệnh sẽ hồn vốn đầu tư hoặc kinh doanh, nên chi tiêu cho cuộc sống có phần eo hẹp hơn trước. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng tạm thời, nó sẽ qua rất nhanh khi dự định của bạn được triển khai. Tài lộc dượng mang lại cho bản mệnh những cơ hội tăng thêm thu nhập, đây cũng là niềm đam mê của bạn, nên bạn dành nhiều thời gian tìm hiểu, nắm bắt thông tin và đây là nền tảng tốt để có thêm những nguồn thu đáng kể trong tương lai. Chuyện tình cảm của Đinh Mùi trong tháng 9 âm này không lý tưởng, bản mệnh cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng, giận dỗi vô cớ, nên liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, khiến gia đạo bất ổn, các cặp vợ chồng bằng mặt chứ không bằng lòng, tần suất chia sẻ nói chuyện trực tiếp giảm đi trông thấy, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ gia tăng. Tình trạng sức khỏe của bạn trong tuần này
nhìn chung là khá tốt, miễn là bạn có thể tuân theo những chỉ dẫn trước đó của bác sĩ và có ý thức kiềm chế bản thân, không ăn uống bừa bãi theo sở thích của mình, thì những mầm mống bệnh tật kia sẽ dần tiêu tan. Cẩm nang dượng giận, quý nhân, thìn, tỵ, tiểu nhân, dậu, mão. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Con số phát tài, 22, 08, 96. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống khiêm tốn không hề dễ dàng, vì chúng ta luôn thích được thể hiện cái tôi, bản ngã của mình, để người đời biết rằng bản thân cũng là một người đáng được quan tâm, chú ý của xã hội. Câu chuyện Tiều Phu và Chí Giả. Câu chuyện kể rằng, Tiều Phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng, nên đề nghị chơi trò đón chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua, sẽ mất cho Tiều dùng 10 đồng, ngược lại, Tiều Phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như minh nhường Tiều Phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Người Tiều Phu thấy vậy, chỉ mỉm cười đồng ý. Ông vốn không muốn phân tài cao thấp hay kiếm tiền từ việc cá cược, nhưng ông muốn cho vị học giả hiểu ra giá trị sâu sắc hơn của trí tuệ, nên đã đồng ý. Đầu tiên, Tiều Phu ra câu đố, vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn 10 cân, học giả dắt óc suy nghĩ, vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho Tiều Phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi Tiều Phu câu trả lời là gì, tôi cũng không biết. Tiều Phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt, không nói được lời nào, còn vì Tiều Phu chỉ mỉm cười từ bi, trí tuệ không có nghĩa là khoe ra cho người ta biết, mới thể hiện được sự khôn ngoan, sống khiêm tốn mới thực sự là thể hiện tri thức hơn người. Những điều tốt, vẫn luôn có những điều tốt hơn thay thế, cuộc sống biến đổi không ngừng, chúng ta phải luôn học hỏi, nhưng cũng có những người cho rằng, mình đã trên thông thiên văn, giới tường địa lý, mà không chịu tiếp nhận, họ cứ muốn ôm giữ mãi một thứ cũ rích mà họ có được, rồi tự ảo tưởng rằng, mình trí tuệ hơn người. Kinh nghiệm của người xưa khi qua sông, thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước, để phỏng đoán độ sâu của con sông, bọt nước bắn lên càng cao, thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn, thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu. Thậm chí là sâu không thể đo được, nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động, làm người cũng nên như vậy, mình biết hơn người ta vấn đề này. Nhưng vấn đề khác thì không có kiến thức gì, vậy nên, con người cần có một tâm thái rộng mở để đón nhận những cái mới và khiêm tốn học hỏi. Cổ nhân có câu, nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn. Mỗi người thông thường chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất hàng chục năm, thậm chí cả đời, để học cách im lặng. Cho nên nói là một loại năng lực, nói đúng chỗ, đúng lúc, lại là một loại trí tuệ. Người vốn có tính khiêm tốn, thường hay tự cho rằng kiến thức của mình vẫn còn nhỏ bé, còn phải tiến thêm nữa và cần phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên. Làm cách nào để sống khiêm tốn? Thứ nhất, thừa nhận giới hạn của bản thân. Bạn phải chấp nhận là mình không giỏi tất cả hay bất kỳ việc gì. Cho dù bạn tài năng đến đâu thì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn. Ở một khía cạnh nào đó, nhìn vào những người giỏi hơn và xem xét tiềm năng phát triển bản thân, không có ai là giỏi nhất, bất kể ở mặt nào. Mình không phải là hoàn hảo, mình vẫn còn nhiều thiếu sót, sự yếu kém về cả thể chất, tinh thần, nhận thức. Hãy thừa nhận sự thật đó và hãy thật khiêm tốn nhận sự giúp đỡ của tha nhân với lòng thành kính và lời cảm ơn chân thành nhất. Thứ hai, ý tứ khi nói chuyện. Người khiêm tốn không nhất thiết phải quá ngại ngùng hay không có tí lòng tự trọng nào. Tuy nhiên, người khiêm tốn nên lưu tâm đến những người đang nói chuyện với họ và không nói lấn lướt hay cắt ngang lời bất kỳ ai. Muốn làm người khiêm tốn, bạn nên thừa nhận rằng mọi người, kể cả bạn, có mục tiêu và ước mơ riêng, và họ cũng muốn nói về thành tựu và quan điểm của mình đối với các sự việc. Thứ ba, không dành hết công lao về mình. Chúng ta là con người và những gì chúng ta có hiện nay chịu sự ảnh hưởng và dẫn dắt rất lớn từ người khác. Vô số người đã hỗ trợ và giúp đỡ để chúng ta được như hôm nay và để chúng ta đạt được giấc mơ, tự hào về thành tựu của bản thân,
là hoàn toàn bình thường. Nhưng nên nhớ, không ai có thể hoàn toàn tự mình làm được việc gì, và rằng bạn đã là con người thì chúng ta phải hỗ trợ nhau đạt được mục tiêu, chia sẻ tình yêu, thừa nhận những người đã giúp đỡ mình trên con đường thành công. Thứ tư, nhận ra khuyết điểm của bản thân. Chúng ta thường phán xét người khác vì điều đó dễ hơn nhiều so với nhận xét chính mình, tiếc là việc này hoàn toàn không tốt và lại còn có hại cho nhiều trường hợp hơn. Phán xét người khác gây ra bất hòa trong mối quan hệ, ngăn cản sự phát triển của các mối quan hệ mới. Tệ hơn nữa là chúng ta không thể tiến bộ. Nếu có thói quen này, mọi người đều có sai sót. Chúng ta thường xuyên phán xét người khác mà không nhận ra. Bạn có thể tập thói quen này, cố gắng phát hiện những lúc mình có suy nghĩ phán xét người khác. Khi đó thay vì phán xét họ, bạn hãy phán xét chính mình, xem xét cách để cải thiện bản thân thay vì suy nghĩ cách người khác nên hành động. Sau cùng, bạn không thể kiểm soát hành vi và lựa chọn của người khác, nhưng của bạn thì được. Làm việc với khuyết điểm của mình. Nhớ rằng sự phát triển và tiến bộ là một quá trình kéo dài suốt đời và không bao giờ ngừng, cho dù bạn đã rất giỏi việc gì đó. Thứ năm, thừa nhận những sai sót. Hãy lắng nghe những dấu hiệu, sự góp ý, lời khuyên phản ứng từ những người khác, từ môi trường, từ những biểu hiện. Từ đó bạn sẽ tìm ra khuyết điểm của mình, nhận thấy rằng mình không hoàn hảo để cố gắng hơn nữa. Thứ sáu, tránh khoác lác. Có lòng tự trọng lành mạnh, họ cảm thấy tự hào về thành tựu của mình là chuyện bình thường, nhưng không ai thích người thường xuyên kéo sự chú ý về họ và thành công của họ. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm được một việc thật tuyệt vời, nhiều khả năng người khác đã nhận ra điều đó và họ sẽ tôn trọng bạn nhiều hơn vì sự khiêm tốn. Thứ bảy, biết ơn những gì bạn có. Biết ơn những gì ta đang có, luôn tự nhủ rằng những cái căn bản nhất ta đều có, không do ta mà có. Ta có bộ óc tốt, có khuôn mặt xinh, thân hình đẹp, giọng hát hay, không phải do ta có được mà là may mắn ban cho, nên thay vì kiêu ngạo thì hãy biết ơn với lòng thành kính. Thứ 8, không sợ phạm lỗi. Một phần của sự khiêm tốn đó là hiểu rằng bạn sẽ phạm lỗi, hiểu được điều này và hiểu rằng mọi người đều phạm lỗi, bạn sẽ gạt được gánh nặng khỏi đôi vai mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa bạn nên làm việc cẩu thả, cố gắng tránh những sai sót quá đơn giản, nhưng không sợ thử các phương pháp hay cách thức mới để đạt được mục tiêu. Mỗi người chỉ có một trải nghiệm, một phần nhỏ của cuộc sống. Vào một thời gian nào đó, luôn luôn có những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn bạn. Ý kiến của người lớn tuổi hơn đáng để cho bạn tham khảo, nhưng bạn phải quyết định dựa trên sự hiểu biết của mình đối với họ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.